và qua cái môn bóng rổ mà bạn Đức Hào chơi đó thì nó cũng góp một phần cho cái việc học tập của em, cho cái tính cách của em, cho cái năng lực của em nữa. Trước đây thì tôi chưa có chơi bóng rổ bao giờ và chưa có, cho nên chưa chơi bóng rổ và chưa, không có làm fan của một cái đội nào. Thật ra thì từ lúc nhỏ thì Đức nhỏ nhắn thế thôi, chứ là rất là cũng hiếu động và rất là mạnh mẽ. Nhà cũng xác định là phải đi học cho tốt xong rồi chơi bóng. Thật ra ở cái lứa tuổi này á thì việc học vẫn là trên hết, vẫn là ưu tiên số 1. Bố mẹ em thì lúc nào cũng ủng hộ, nhưng mà có một số thời điểm như là lớp 7, lớp 8 bài tập nhiều. Mà mấy năm đó em chơi cũng gọi là hay, nhưng mà so với mấy cái cấp bậc lớn hơn, độ tuổi lớn hơn em chừng 1 tuổi thì chiều cao nó khác biệt quá. Cái thời gian lớp 7, lớp 8 mà ba mẹ không có thích cho chơi bóng rổ lắm. Vì lúc mà mình mới biết Đức á, thì Đức chỉ là một cầu thủ nhỏ thôi và cũng không quan tâm tới Đức lắm. Nhưng mà sau khi mà gặp cái Đức tập luyện, thấy Đức tập luyện, quá trình tập luyện của Đức á, và cái nỗ lực của Đức á, thì cái khoảng thời gian mà từ năm ngoái đến nay Đức đã tiến bộ rất là nhiều. Lúc đầu á, thì thật sự là chị và gia đình không bao giờ mà nghĩ mà Đức có thể đi, tạm gọi là đi xa hơn tí xíu như vậy. Chỉ là nghĩ là con không khỏe lên. Nhưng mà càng về sau thì đúng là giống như là em cũng có một chút năng khiếu, cho nên là bây giờ thì nói chung là ông bà bố mẹ thì cũng thay đổi quan điểm. Theo như mình quan sát, bé Đức thì chưa bao giờ mà từ bỏ một cái niềm đam mê nào hết, không phải riêng môn bóng rổ mà những cái môn thể thao mà bé. Còn về năm lớp 9 là em tự tin hơn, với lại là đạt được nhiều thành công, cho nên là bố mẹ quá tin tưởng. Con nghĩ là cái việc rèn luyện thể dục và qua cái môn bóng rổ mà bạn Đức Hào chơi đó thì nó cũng góp một phần cho cái việc học tập của em, cho cái tính cách của em, cho cái năng lực của em nữa. Và hôm nay em đang đứng ở Thượng Hải, em đã được lọt vào top 16 bạn giỏi nhất Việt Nam. Em cảm thấy rất là vui, với lại là mong muốn được trải nghiệm với thi đấu với các nước khác. Chị thấy xuyên suốt thì là Đức lúc nào cũng thích chơi bóng rổ hết, rất là đam mê. Đối với em là song song với việc học hành là chơi bóng rổ, và bóng rổ giống như là một cái niềm đam mê lớn nhất của em. Bóng rổ giống như là một cái thứ mà không thể thiếu đối với em. Ước mơ lớn nhất của em là nếu mà em học giỏi thì em có thể là trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Điều mà khiến cho tôi tự hào nhất về bé Minh Đức là bé khi mà chơi thì rất là đã nỗ lực hết mình và theo cái đam mê của mình tới cùng.